giới hạn được cái con có sức chưa. Rồi cái phần của mình tới đây là hết. Chị ơi. Dạ, em nghe chị. Các em sẽ để tôi hát lại cho em dùng con chuột cho nó giải á. Rồi, thấy màn hình chưa? Thấy Thấy rồi chưa? em, thấy rồi em. Được rồi, thì tiếp ngồi giảng của chị Trà thì em đi tiếp phần tương quan và học quy tuyến tính. Thì cái phần tương quan thì trước tiên em sẽ nói phần tương quan trước. Là cái phần tương quan thì mình sẽ mục tiêu với phần tương quan là mình sẽ đánh giá, xác định được cái mối tương quan, tức là association giữa cái hai cái biến, gọi là hai biến định lượng với nhau. Thì như ta thấy là như cái hình vẽ bên này thấy là thì khi hai biến định lượng thì mình thấy là khi mình quy diễn trên một cái biểu đồ thì mình thấy là cái một cái biến nó sẽ là theo trục x, trục ngang này, trục một biến là sẽ trục thẳng đứng này, thì những cái điểm Castor này nó sẽ mục tiêu của mình là thử xem là khi mà cái hai cái biến định lượng này nó sẽ tương quan với nhau như thế nào, tức là nó cùng tăng hay là cùng giảm hay là không có tương quan gì. Thì ở cái hình hình ở đây thì chúng ta thấy là hai cái điểm những cái điểm này thì nó sẽ nằm theo một cái đường thẳng, nhưng đường thẳng này nó có xuống là nó đi xuống, nó xu hướng giảm xuống, còn cái mà cái đường, những cái điểm này thì nó có xu hướng là nằm fit, gần như là fit trên một cái đường thẳng này luôn, còn những cái điểm này thì nó cũng có xu hướng là phân bố theo cái đường thẳng này, nhưng mà nó khác ở đây là nó sẽ không có nằm nằm chủ yếu mà chỉ nó nằm ở ngoài rìa rìa, nhưng mà có xu hướng là nó phải phân bố theo cái đường thẳng như thế này. Còn ở cái hình này thì những cái điểm như thế này thì nó sẽ xu hướng là phân bố theo cái dạng đường thẳng, nhưng mà đường thẳng này là thẳng đi lên như thế này. Còn ở cái đây thì nó cũng trường hợp giống như là cái ở trên đây thì nó những điểm này nó sẽ nằm khít trên cái đường thẳng này luôn. Còn còn cái hình này rõ ràng là tôi thấy là cái hình này thì những cái điểm nó có phân bố khá là lộn xộn, nó phân bố theo một cái giống như là cái hình hình tròn mà nó không có như thế, thì chúng ta có thể thấy là dường như là nó không có mối tương quan gì giữa các điểm với nhau, giữa hai cái biến này với nhau. Thì ở đây thì để đánh giá được mối tương quan thì chúng ta có thể dùng cái công thức là dùng cái đánh giá về cái dùng cái hệ số tương quan, gọi là ở đây thì em sẽ dùng cái hệ số tương quan gọi là Bergson để đánh giá để đánh giá cái thước đo tương quan giữa cái hai biến định lượng. Thì cái công thức ở đây thì các phân tử thì nó cũng nó tính là tổng tích giữa hai cái giữa hiệu hiệu tổng tích giữa hai cái hiệu giữa cái biến trừ đi với trung bình. Còn ở mẫu thì chúng ta thấy là mỗi bên này tức là cái căn bậc hai, đây chính là cái độ lệch chuẩn của từng cái biến, căn được hai tích hai cái tích hai là chuẩn của từng biến. Thì tương ứng với cái hệ số tương quan này, tôi chiếu sang cái hình này chúng ta thấy là thì khi mà cái chúng ta thấy là cái hình như là cái hệ số tương quan này nó có nằm trong là từ trừ một tới một, thì khi mà trừ một thì các điểm nó sẽ dường như là fit nằm khít trên cái đường thẳng mà đi theo cái chiều xuống hướng giảm như thế này. Còn khi mà cái giá trị này nó bằng cộng cộng bằng một thì các điểm nó sẽ nằm khít trên cái đường thẳng có chiều hướng đi lên thế này. Còn khi mà nó nằm trong khoảng từ từ một tới không hay là từ không tới cộng một thì nó vẫn có xu hướng là đi, các điểm nó sẽ xu hướng phân bố theo đi lên hoặc là đi xuống, nhưng mà nó sẽ không có fit vừa tới cái đường thẳng như thế này. Còn khi mà cái hệ số này đông không thì dường như là các cái đường thẳng nó phân bố khá là lung tung và như không có tương quan gì của các điểm khá là phân bố khá là lộn xộn và như không có tương quan gì giữa giữa hai cái biến này. Thì ở đây thì cái hệ số tương quan này nó cũng giúp mình đánh giá được cái mức độ tương quan giữa hai cái biến.
thì ở đây người ta thấy là từ từ 1 tới 1 tức là cái giá trị của cái hệ số tương quan này được phân bố từ từ 1 tới 1. Khi mà cái khoảng từ từ 1 tới từ 0,5 hay là từ 0,5 tới cộng 1 thì nó sẽ là tương quan mạnh. Còn khi mà từ 0 tới 0,5 hay là từ 0 tới cộng 0, từ 0 tới 0,5 thì nó sẽ là tương quan yếu. Còn nếu như mà nó nằm ở nó nhỏ không hay là lớn không thì nó sẽ tương ứng là negative, tức là phân tương quan thuận hay là tương quan nghịch. Còn nếu nó bằng zero thì như là không có tương quan. Và cũng xin mình cũng xin nói một cái lưu ý mà dường như là nó khá là hay nói nhưng mà cũng dễ bị mắc sai lầm, đó là cái tương quan thì nó chỉ là đánh giá được cái sự association, tức là cái mối quan hệ giữa hai cái biến thôi, nó không nói về mức độ gọi là nhân quả giữa hai cái biến này. Khi mà nói về nhân quả thì chúng ta phải nói là một cái biến nào đó nó có tác động lên lên cái sự thay đổi của cái biến kia. Còn ở đây thì mối tương quan nó chỉ muốn nói lên cái sự thay đổi đồng thời của cả hai cái biến thôi, chứ không hề nói là biến nào tác động lên biến nào cả. Ví dụ như ở cái ví dụ này, ví dụ như là cái mức độ tiêu thụ sô cô la, cái trục nằm nằm ngang thế này, còn ở đây là cái số giải số người đạt giải Nobel trên một trên tính theo đơn vị là trên 100 triệu người của từng quốc gia, thì chúng ta thấy là cái rõ ràng là khi mà có ràng là hai cái biến này nó có xu hướng tăng lên, tức là nó tăng cùng với nhau lên, thì cái hệ xung quanh là 0,791, thì tức là xét theo cái này 7,1 thì nó sẽ là tương quan diện mạnh, tức là tương quan thuận, tức là mức độ mạnh. Nhưng mà cái về mối nhân quả thì mình không thể nói là việc ăn nhiều cái tiêu thụ sô cô la nhiều thì sẽ là làm giúp cho cái quốc gia đó có nhiều người đạt giải Nobel, thì mình không thể nói như vậy. Mình chỉ nói là dường như là cái việc sô cô la và cái việc ăn tiêu thụ sô cô la và cái biến này hình như là có mối tương quan về mặt thuận, tức là nó cùng tăng lên cùng lúc. Mình hay nói như vậy. Và tiếp theo là tương quan, tiếp theo cái tương quan thì nói là cái linear regression. Thì cái linear regression là cái hậu quy tuyến tính. Thì hậu quy tuyến tính thì hậu quy tuyến tính thì nó là một cái kỹ thuật dùng trong cái machine learning về cái thiên về cái là học học máy có kiểm soát. Thì hiện cái mục đích của một cái machine learning thì nó thiết lập được mối quan hệ hay gọi là nhân quả giữa một cái biến gọi là cái biến phụ thuộc, biến phụ thuộc và một hoặc này hoặc một biến phụ thuộc và một hoặc những biến đồng lập. Trong đó thì cái biến phụ thuộc này thì nó sẽ tức là những cái biến độc lập này sử dụng để tiên lượng cho cái biến phụ thuộc này. Và cái việc mà hậu quy tuyến tính thì mình có thể đánh giá được cái mối quan hệ tuyến tính giữa những cái biến hai hoặc nhiều biến với nhau, là cái đánh giá được là cái mức độ cái mối quan hệ tuyến tính này nó mạnh tới mức nào, giống như là tương tự như là cái hồi cái tương quan. Thì ở đây tôi nói là cái linear regression, thì đây là cái vấn đề của linear regression. Ở trong cái hình vẽ này chúng ta thấy là những cái điểm này nó phân bố thì nó cũng thấy là giống như là cái tương quan thì nó thấy là gần như là phân bố theo cái một cái đường thẳng như thế này. Như thế này thì chúng ta thấy là ở cái trục x này, ở cái trục nằm ngang thì nó sẽ là giá trị biến x, trục nằm đứng thì sẽ là biến y. Thì cái mục đích của chúng ta là làm cách nào đó để xác lập được một cái đường thẳng hồi quy mà y biểu diễn y theo theo cái biến x này, biến y theo cái biến x này. Cái đường thẳng hồi quy đó nó có sẽ có cái dạng công thức là y bằng là theta 1 cộng theta i nhân với giá trị biến x này. Thì như tôi thấy là ở cái giá biến ở xét một cái giá trị x trong cái biến x này á, một cái giá trị cụ thể trong cái biến x này, thì khi mà có được một cái biến x này mình có thể đo đạc, tức là mình quan sát được cái đo đạc bằng cái nhiều phương pháp đo đạc khác nhau, thì mình sẽ có được một cái giá trị y như thế. Và cuộc từ cái đường thẳng hồi quy này mình cũng sẽ tính ra được cái giá trị xy này, dựa vào cái đường thẳng hồi quy này mình sẽ được giá trị là bi. Thì giữa giá trị y này và cái bi này
nó sẽ có một cái sai số nhất định, người ta sẽ gọi là cái random error. Cái random error này thì nó là sai số ngẫu nhiên, tức là cái giữa giữa cái việc mà mình tính giá trị dựa vào giá trị y dựa vào cái đường hẳn hồi dựa vào cái đường hẳn hồi quy này và cái giá trị y mà mình quan sát được thì nó sẽ luôn có sai số. Nhưng mà khi mà mình tìm được cái đường hẳn hồi quy nó fit tốt, tức là nó hồi quy tốt về tuyến tính tốt, thì nó cái random error này nó sẽ nhỏ và nó sẽ không quá đáng kể. Rồi thì cái đoạn hồi quy này thì cái nghĩa của sinh học đó là cái giá trị theta 1 thì nó có thể là em là cái độ dốc của cái cái này phải là theta 2 mới đúng. Cái này có thể mới ghi nhầm. Cái này phải là theta 2, tức là cái chỉ cái độ dốc của cái đường thẳng hồi quy này. Còn đây là cái công thức, còn ở đây em xin nói là cái công thức của cái đường thẳng hồi quy. Công thức để tìm ra được cái để xác định cái đường thẳng hồi quy này, tức là xác định được cái A và B tương ứng với cái hai giá trị theta 1 theta 2 đây. Thì công thức nó như thế này. Thì ở đây em sẽ lấy cái ví dụ về cái dữ liệu Iris giữa hai cái biến là beta width và beta len để mình xây dựng cái đường thẳng hồi quy giữa hai cái biến này. Thì trước tiên là chúng ta cũng nên đánh giá về cái tương quan, thì nãy em cũng có đánh giá tương quan ở trên giữa hai cái biến nó dựa vào cái covariance, hoặc là mọi người có thể sử dụng cái hệ số Bateson khi nãy để đánh giá tương quan giữa hai cái biến beta width và beta len này. Thì khi mà mình thấy mình có đánh giá được cái tương quan đó, nó hay chứ dường như là có một cái tương quan thuận, thì mình cũng có thể thử xem là nó có thể xây dựng được cái mô hình hồi quy giữa hai cái này hay không. Ở đây thì mình thấy là cái đường thì qua cái kết quả ở đây mình thấy là khi mà em xây dựng cái đường hồi quy giữa beta len beta width mình sẽ được kết quả như thế này. Thì đây là cái phần hệ số, thì ở đây là cái intercept, tức là cái giá trị a ở đây là khoảng một cái mấy, còn beta width thì nó chính là cái giá trị b, tức là cái độ dốc của cái đường hẳn hồi quy đó. Còn đây là cái t value, thì cái t value này thì và cái đây là cái p value thì nó sử dụng, đây là những cái đánh giá để mình đánh giá được cái sử dụng để đánh giá cái kiểm định thôi, đánh giá kiểm định về cái mấy giá trị này. Còn cái ở đây thì mức đây là cái a square, thì có thể đây là cái chỉ số về cái mức hệ số tương quan giữa hai cái biến này. Còn cái s statistic ở đây thì và cái giá trị p value ở đây thì nó sử dụng để thực hiện cái kiểm định về cái đánh giá về kiểm định hồi quy, tức là mình phải thực hiện kiểm định xem là cái việc mà cái hồi quy tuyến tính, mối quan hệ hồi quy tuyến tính giữa hai cái biến này nó có thật sự là có thật sự có nghĩa thống kê không, hay là nó chỉ do có một cái ngẫu nhiên thôi. Thì cái giá trị p-value hay là cái statistic này thì tiêu là dùng để thực hiện cái việc đó. Cái p-value đây nó khá là nhỏ, và cái f này thì cũng cũng đạt chuẩn để mình thấy là cái hai cái này nó có thực sự là có mối quan hệ hồi quy tuyến tính. Và trong đó thì cái beta width này được sử dụng để gọi là predict cho cái beta len. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi qua cái hồi quy tuyến tính nhưng ma ý dạng là đa biến, tức là khi mà sử dụng hồi quy tuyến tính khi nãy là đơn biến, thì mình sẽ sử dụng một cái biến độc lập để mình predict cái biến phụ thuộc kia. Còn khi mà xong cái mô hình hồi quy tuyến tính thì mình sẽ sử dụng cái nhiều cái biến độc lập khác nhau. Như trong công thức ở đây thì mình sẽ thấy được là nhiều cái biến độc lập, thì trong đó cái y là luôn là một cái biến mà có được dùng để biến được mình phải tiên tiên lượng hay là predict nó. Còn những cái biến một với hai kiểu này là những cái biến dùng để dự đoán. Còn cái random component thì em muốn nói là giữa cái giá trị quan sát và giá trị tính được giữa cái đường hồi quy thì nó luôn có sai số. Còn những cái hệ số này thì nó chính là cái hệ số gốc của từng cái miếng.
Thì khi mà cái beta 1 dự ứng như cái này càng lớn thì tức là cái biến y so với những cái giá trị này thì nó tức là cái mức độ hồi quy, cái mức độ hồi quy nó càng càng mạnh đó. Thì đây là cái biểu diễn hình học của hai cái dạng hồi quy, một cái hồi quy đơn biến, một cái hồi quy đa biến. Thì ở trong hồi quy đơn biến thì nó chỉ có hai cái biến x và y, thì nó sẽ là một cái dạng đường thẳng như này. Còn trong hồi quy đa biến thì ở đây mình sẽ lấy biến, cái biến độc lập sẽ là hai biến, còn cái biến cuối cùng là y ở đây, thì nó sẽ tồn tại với một cái đường, một cái mặt phẳng như này. Cái đường thay vì là một đường thẳng thì nó sẽ là những mặt phẳng. Dạ rồi, thì anh em cũng sử dụng cái dữ liệu Eris luôn để có thể thực hiện cái mô cái hồi quy tuyến tính đa biến này. Thì cái hồi quy tuyến tính đa biến ở đây thì em sẽ xây dựng sử dụng cái bear to width và sample width để mình có thể tiên lượng cho cái bear to length này. Thì ở đây thì cái phần intercept đây thì đây là những cái giá trị beta 1, beta 2 ở trong cái công thức này. Còn cái intercept này chính là cái beta 0 ở đây. Và tương tự ở đây cũng có những t-value để thực hay là cái b-value ở đây để mình kiểm định giả thuyết của từng cái hệ số đó. Còn cái f này và cái b-value này thì mình cũng để sử dụng để đánh giá cái mối quan hệ cái mối quan hệ tuyến tính giữa cái biến này có thật sự là có ý nghĩa thống kê hay không. Và đây cũng chính là cái hệ số R square, là hệ số thân quen. Còn cái ở đây là cái dạng hình học mà em vẽ ra, thì những như là cái dạng biểu đồ thì Betulen, và cái đường này là cái trục này là cái Betulquid, cái đường này là cái trục này là Sable Quid, và cái Betulen này thì Betulen này là một cái biến được predict đỡ hai cái biến này. Thì chúng ta thấy là thường thường ta thấy là cái sample width là những cái chấm màu đen đen này, còn bear to length và bear to width thì nó là những cái chấm màu đỏ và chấm màu cam như thế này. Thì ở cái hồi quy tuyến tính đơn biến mình thấy là cái mối quan hệ tuyến tính như hai cái này nó tốt hơn là so với cái nó khá là tốt. Mà nếu như theo cái hình này thì mình thấy là cái beta width và len thì nó có mối quan hệ tuyến tính tốt hơn là cái sample width. Thì dựa vào cái hệ số này mình cũng phải thấy là cái sample width này nó khá là nhỏ so với cái giữa cái beta len và beta width này. Dạ rồi, thì em cũng xin tổng kết lại cái phần kiến thức ngày hôm nay em với chị Trà trình bày, thì bao gồm là hồi quy, bao gồm là thống kê đa biến và thống kê sẽ diễn. Thì thống kê đa biến thì nó sẽ dùng những cái thước đo như là mean, phương sai của covariance hay là về tương quan. Và cái thống kê sẽ diễn thì nó sẽ bao gồm những cái test liên quan đến parametric hay non-parametric, là test tham số hay là phi tham số, hay là những test về phân phối chuẩn. Còn cái một cái khác nữa là cái estimate, tức là sử dụng những cái về vấn đề về về machine learning, ví dụ như là learning regression, để mình có thể estimate, tức là mình dự đoán được cái giá trị của các biến dựa trên các biến cho trước. Dạ rồi, thì phần còn của em xin tới đây là hết. Mọi người có câu hỏi gì? Em bị tắt cái microphone rồi đó Chí. Dạ. Em từ lúc nào rồi thầy? Từ cái lúc summary nó chuyển qua cái slide này. Sorry. Tức là em trình bày xong cái summary chưa thầy? Bắt đầu trình bày á. Bắt đầu trình bày thì dạ dân thì trình bày em sẽ trình bày lại là cái summary là sẽ cái tổng kết kiến thức ngày hôm nay, thì bao gồm là thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Thì trong thống kê mô tả thì mình sẽ có những cái thước đo để mô tả dữ liệu, bộ dữ liệu của mình. Thì nó sẽ gồm có thể là
các chị về min với trung vị hay là variant, covariant hay là tương quan. Còn thống kê di chuyển thì mình sử dụng là những cái test thống kê như là test tham số hay là phi tham số hay là test về phân phối chủng. Còn những cái mà thuật toán machine learning, đồ những cái kỹ thuật mà machine learning có giám sát như là regression là sử dụng trong những cái ước tính estimate về cái những cái, tức là mình ước predict một cái biến, một giá trị của biến dựa trên các biến cho trước, như là những cái hồi quỹ điện tính khi nãy. Dạ vâng, thì bài của em với nhà xin được tới đây là hết. Rồi, cảm ơn Chí với lại Trà rất là nhiều. Cái bài quá trời thông tin. Cảm ơn rất nhiều. Ở đây có ai hỏi gì không mọi người? Chắc mọi người phải xem lại rồi consume lại ha. Chứ nó không có dễ tí nào. Mọi người nó nhiều quá. Đó. Mình cứ tập làm lại, làm thử đi mọi người ha. Đó. Rồi có cái link đăng ký đó mọi người. Tụi tôi cũng để lên YouTube đó. Tại bây giờ bắt đầu mình ít ít rồi đó thì mình có thể sử dụng cái Zoom hết chứ không cần phải stream ở trên YouTube nữa đó. Hy vọng là mọi người đăng ký ha. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Rồi không hỏi gì nữa thì cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chào mọi người.